ngắm lại mấy con sói rồi, còn gì để mất nữa đâu phải không? Một là cưới SH 150i mạ vàng Thái, à quên, Ý. Rồi liều mạng thôi. Cái con sói này thì mấy cái bản mình xoay thì nó cũng không phải có tỷ lệ khó lắm, nhưng mà đây đây tỷ lệ là 60%, thì bố hai cái bùa nó là 70 nha anh em ơi. Rồi ok, hy vọng may mắn, Nam Mô Phật lại cho amen nha. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên game mua Season 2 mua S2.vn nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình đã đổi sang con F rồi nha. Thì con F của mình thì mình xài đồ 380, 3 ốp cộng 13. Cung 13. Thì mình hôm nay đang gom để xoay con số hoàng kim. Thì hôm nay mới gom đủ 3 con. Đây. Thì gom đủ 3 con để xoay hoàng kim nha anh em ơi, thì một con số tinh, một con số tấn công và một con số phòng thủ. Với lại nay mình đang qua này mình đang đi cày cái nguyên liệu để xoay sói ấy, cày được khá nhiều. Nhưng mà cái bộ nữ thần này được ít à. Cho nên là xíu đó mình sẽ đi mồi. Có nghĩa mình sẽ đập bằng cái nữ thần này mình mồi. Xong mình sẽ đập từng gáy nó xịt cho mình với táng con số hoàng kim nha. Chứ không là cái tỷ lệ nó cũng cũng căng. Nhiều nhiều anh em trong mình trong vui mình là xoay sói cũng xịt rồi, nên hoàng kim một là xịt là mất cả mà. Rồi để trước tiên là mình phải hồi máu cho con này cơ, đã đọc nó là mình hồi máu cho nó tỷ lệ nó cao thôi, cho nó lên 255 hết nha. Rồi ba con là máu 255, thì trước tiên mà xoay sói thì phải để cho anh em chiêm ngưỡng, với lại mình chiêm ngưỡng ba con sói này đi cơ, tại sợ đến chút xíu nữa nó đến lát nữa, lát nữa mà nó xịt đấy thì không còn cơ hội nhìn. Đây thì con đầu tiên này là con sói tinh, con sói tinh đây. Đó. Con này thì nó chỉ đeo lên nó có skill để đấy thôi đấy, skill của sói này này, nó phá hit nhanh hư đồ thôi, chứ nó cũng không không có cái chỉ số gì. Bên ngoài thì nó là màu đỏ nha anh em ơi, con này là con quay alpha 110 đấy. Rồi đến con thứ hai, con thứ hai là con sói tấn công, thì lâu nay mình đang cưới con này rồi, lâu nay thì con này anh em quen mắt quá rồi. Đây con này là con AB, con áp lách Thái, đèn nhám. Đấy. Em thấy không? Thì nó có chỉ số là tăng 10% sát thương, với lại tỷ lệ sát thương gấp đôi 10%, tỷ lệ chí mạng 10%. Đấy. Con này là tăng 10 công mà. Đấy. Bên ngoài thì nó màu đen. Rồi. Con thứ ba này là con phòng thủ nha anh em ơi. Còn mấy cái bản ngoài người ta kêu là blue đấy. Bên ngoài là nó màu màu blue mà. Cái chỉ số nó là tăng hấp thụ sát thương, phản sát thương với lại tăng máu. Con này thủ thì nó chỉ thiên về thủ thôi. Đấy. Ba con thì cởi có một cái vẻ đẹp riêng, nếu mà để anh em mà không ham hố cho hoàng kim, anh em để ba con mỗi ngày đi con là đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ là mình muốn cho nó lên sói hoàng kim thì một là mất ba con này, hai là sẽ được con sói hoàng kim nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ về mình đi xoay cái mảnh rừng sừng với lại sừng gáy. Chắc chắn là sừng gáy nó sẽ xịt rồi, tỷ lệ xịt rất cao. Mình sẽ xoay cho nó xịt. Thì mình cứ dám đập xoay hoàng kim nha. Chứ không là cũng khó lắm. Đây, để mình mua lấy ít bộ tỷ lệ được không? Hy vọng là may mắn có con sói đi cho mà bạn mà mè. Giờ này là anh em nó đang đi bot, nhưng mà mình phải đây đang đang đi bot với server 19, nhưng mà mình phải về đây mình đập giờ này nó mới bắn, tại vì giờ này sự kiện nó đang server 19. Hình như có BS ở đây. Rồi. Rồi. Tỷ lệ là 80%. Đập cái này thì không xịt máy.
Ơi, không xịt mấy kìa. Ôi vai, thật như vậy là không đủ 5 lần rồi. Không đủ 5 lần dở đấy nha. Tại vì mình không đủ 5 lần đều là không thể nào. Ví dụ như bây giờ mà 5 món này thì bây giờ chẳng lẽ lại táng sói bằng kim luôn. Con cái này là chưa đủ, tại vì phải đủ 5 mảnh mới xoay được một cái mảnh sừng. Liều luôn không ta? Để mình đi lên dạo chợ trên này xem. Ôi, mới báo chí xong, mấy thanh niên chưa treo lên à? Sao vắng như chùa Bà Đanh vậy? Nó mới báo chí lúc 11 giờ xong, 11 giờ mấy rồi xong. Thôi chắc là mình liều thôi anh em ơi. Tại vì bây giờ xịt rồi mà mình xoay mấy cái sao nó lên lại cũng ngồi không đúng. Đấy. Bây giờ về một là ăn cá, hai là ngã về không thôi. Rồi, liều đi. Chọn nhân vật cái đó. Mình sẽ vào mình tát xuống bằng kim luôn nha. Một là được, hai là mất. Ngắm lại mấy con sói rồi, còn gì để mất nữa đâu phải không? Một là cưới SH 150i mạ vàng Thái. À quên, Ý. Rồi, liều mạng thôi. Cái con sói này thì mấy cái bản mình xoay thì nó cũng không có phải có tỷ lệ khó lắm, nhưng mà đây. Đây tỷ lệ là 60% thì bố hai cái bùa nó là 70 nha anh em ơi. Rồi ok. Hy vọng may mắn. Nam mô Phật lại cho amen nha. Lên dùng cái ạ. Trời! Vãi giờ say sói đen thế. Không ổn rồi anh em ơi, vãi thật. Xịt một món chẳng lẽ. Rồi cụ đi ba 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 con sói luôn anh em ơi. Ba con sói. Vãi thật. Đèn thế, giờ xoay cái mảnh sừng này. Mảnh sừng này cũng không đủ xoay một con sói mới đâu. Nhưng cày dai thế nhỉ. Thua luôn tỷ lệ. Khoai lắm, bây giờ sói nó bắt đầu là anh em nó chen được nguyên liệu nhiều, đâm ra giờ là khoai rồi. Lúc nãy xem trước để coi chia tay nó đúng thật luôn. Vãi, giờ xịt một cái đồng táng rồi, tại vì biết táng mấy cái này sao thành công cuối cùng. Vẫn toang. Rồi, bò ba mảnh. Phải 5 mảnh mới lại xoay được cái kia. 5 mảnh mới xoay được một cái sừng gáy. Rồi lại một sừng gáy mới xoay được con sói tinh với đâu. Ôi, hai con kia mình cũng mới mua xong đấy. Phải đái thật. Rồi, như vậy là không đủ 20 mảnh có cái này rồi, mới được 15. Cái mảnh mảnh vừa áo giáp thì quá trời luôn. Thua. Đúng bất lực, một phần bất lực. Tỷ lệ như cái quần anh em ơi. Để mình tán cái này lên 11 đi, để mình gom mình xoay mình gom mình xoay một cái siêu wing này. Kèn thế. Không, vẫn vẫn không được được cái SH ý rồi. Không được cưới SH ý rồi anh em ơi. Liều mạng cỡ đó mà không lên được. Rồi tạch. Rồi lên 11 và số 1. Mất số 1. Cày dai ghê nhỉ. Khó rồi, bây giờ gom lại đâu được ba con đấy để đập đây. Chịu luôn. Đen còn 5 lông nữa anh em ơi. Mười.
Rồi lên 11 toàn tạch. Mới chuyển con ép này, cái đen thế. Chuyển con chơi gái cái đen hẳn đi. Quá thật. Không may bảo trì chắc tỷ lệ nó thấp. Rồi anh em quay nguyên liệu ra nhiều cho nên tỷ lệ là càng thấp nữa chứ. Mười mua mà được cái nào đen canh cái lúc mà ít người đã đập rồi đấy, bực mình bây giờ tá cái siêu win luôn này, nhưng mà không không có là mai đi bộ rồi. Làm cái siêu win đây, siêu win là đây mảnh búa đây, ba bốn năm sáu tám chín mười lên đi, một ăn cá ngã về không luôn đi, được ăn cá ngã về không nha, cho nên mình đen toàn tập vậy, nó đen đen rồi nó lại còn lắm lông nữa không, bây giờ thì đi cài lại từ đầu không biết bao bao giờ mới lên được con sói nữa đây. Ừ, con phải ngọc này nữa chứ. Đèn thật. Trở về cuối game nó chuẩn bị sáp nhập rồi cho nên nó ship cái tỷ lệ đập đồ ghê quá. Nghĩ trong lòng là sẽ có con sói cưới rồi, tỷ lệ nó đâu có thấp lắm đâu, rồi 70% mà vẫn xịt được hay thật. Đây con cái này với búa là ngọc sáng tạo sinh mệnh rồi, nằm đa nâng cấp nữa. Rồi coi như là cho đen hết luôn toàn tập đây này. Đây mua mạc về tăng luôn, khỏi cần phải tỷ lệ sai win siêu win chắc giờ cũng thấp lắm rồi. Rồi tiếp lên được cái siêu win, nhưng mà lên sói mình vẫn thích lên sói hơn siêu win, giờ mua nó được. Sói bây giờ vẫn đang hiếm, server nó khoảng chục con à, không đến chục con, server cũ thì nó nhiều, còn muốn chờ rẻ chỉ chờ server cũ mua thôi, server gộp lại thôi. Đây nè, căn 4 phát ném nha, lúc nãy mình căn cái con sói có 3 phát à. Rồi tạch luôn, đi bộ luôn, vãi thật. Bây giờ không xe không cánh luôn. Cái gì vậy? Vai đây. Rồi xong. Hàm hố. Thua rồi. Bây giờ thì còn không có win một để mà đeo nữa chứ. Không có win một để mà không có một đến hai đấy mà đeo rồi, đeo con này vào là hỏng rồi, đồ thì đồ cộng 13 giờ tạch hết thôi, thua tỷ lệ như cái quần đi bộ nha anh em ơi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha anh em ơi, bye bye mọi người nha.